Dạ, thưa quý vị, đây là một đám tang nói rất đau thương. Người mẹ trẻ ra đi để lại ba người con thơ dại và một đứa em và một đứa con đang nằm trong bụng mẹ và đã chết theo mẹ luôn rồi. Đó là một chuyện quá trời đau lòng luôn cô chú anh chị. Thì ba đứa nhỏ quỳ trước là ba con gái của chị đó. Ba đứa này đã không có cha rồi mà mẹ cũng đã ra đi luôn rồi, nên để lại ba người con này cho bà ngoại nuôi. Đó bé gái đó cô chú anh chị, quá đau lòng không biết cô chú anh chị ơi. Dạ, thưa quý cô chú anh chị, hiện tại giờ là Phong đang ở một hoàn cảnh mà phải nói rất là đau thương. Vì người mẹ mới vừa mất cách đây 2 ngày để lại ba người con là hai trai và một gái. Ông ngoại đang ẵm bé gái đó cô chú anh chị. Và người mẹ hiện giờ là do bị tai biến mạch máu não. Khi mất thì cũng có một em bé, là còn 20 ngày nữa đó là đã sanh em bé rồi. Và cũng như là mẹ mất thì con mất luôn. Và hiện tại giờ ba bé đang sống với ông bà ngoại. Ông bà ngoại đang đùm bọc. Câu chuyện thế nào? Phong mời cô chú anh chị trò chuyện cùng ông bà ngoại và biết sự thật về cái gia cảnh của ba bé này nhé. Và ba mẹ như thế nào? Nè, con tên gì? Con Trương Gia Bảo hả? Con nhiêu tuổi rồi? Dạ, con lớp 3. Con tên gì? Dạ. Dê hả? Dạ Thang hả? Đẹp dữ vậy? Con nhiêu tuổi? 4 tuổi. Nói. Con như này thì 6 tuổi rồi. 6 tuổi. Con 6 tuổi rồi ta. 6 tuổi. Bé Khang á là 6 tuổi, bé Bảo á là 9 tuổi. Còn bé gái là 2 tuổi. Nhưng mà thực sự luôn là bé gái á chưa có tên. Vì hiện tại giờ bé gái là chưa có được cái thai sinh. Nên tạm thời ở gia đình đặt tên là Trương Thị Gia mà .. nữa. Nhưng mà tên ở nhà thường gọi là Dưa Hấu. Đó, bé này hiện giờ bé gái là chưa có được cái giấy khai sinh luôn đó cô chú anh chị. Và có một bé ở trong bụng mẹ, nhưng mà thầy vừa rồi cách đây 2 bữa đó có đặt tên cho bé trong bụng của mẹ luôn, là cái bé đã mất theo mẹ đó, là Trương Gia Hân. Đó, nó nói chứ hoặc một hoàn cảnh quá trời cái đau thương luôn. Thì Phong sẽ mời cô chú anh chị trò chuyện cùng với ông ngoại hoài để hiểu về câu chuyện nhé. Dạ thưa ông bà ngoại, như cái người mất á, là chị Liên á, thì chị mất là do cái bệnh hay là do cái gì biểu hiện ở ngoài sao không vậy ông bà ngoại? 8 giờ chị, 9 giờ bắt đầu là 8 giờ là nó có biểu hiện như là khó thở. Khó thở. Kêu anh nó là bữa giờ em khó thở quá anh ơi, nó khó chịu lắm. Rồi mẹ nó mình thì mới đi ra trong đây nhà đi ra được 8 giờ mấy, bắt đầu 9 giờ đó bà Hào đưa lên bệnh viện là cứ như là 9 giờ mình đưa đi bệnh viện. Nhưng mà mấy giờ mới mất? 10 giờ mấy hả? Đúng là chính xác là nó làm mất 11 giờ. Dạ. Nhưng mà cái trong khi mà tôi nói bác sĩ đã kêu người chủ chốt trong gia đình để làm giấy tờ đó. Dạ. Vô dòm mặt cháu. Ý, nhưng mà nàng này không được vô đó mà chỉ có để cho cái khu vực đó cho bác sĩ nhiều lắm chạy tới luôn để mà đi hô hấp nhân tạo cho cháu. Dạ. Nhưng mà cứ như là Thanh ơi, như gia đình á có nói là cầu cứu bé trong bụng không? Có cố gắng mà cầu cứu mẹ con. Dạ. Nếu mà mẹ không được thì không đó. Nhưng mà bác sĩ đã nói là đã. Dạ. Đã bị dư cháu mà dư quá yếu, còn có một chút thiếu nữa thôi là không qua khỏi, cho nên mới kêu tôi là làm giấy tờ và dư là cho con cam kết cho bị dư là bác sử dụng là trưởng khoa cho những bệnh viện đó. Các cô y tá thì nào những cô gì người chữ đó, lại hỏi rồi bị dư đưa cho giấy tờ như giấy chứng minh này nọ cho cô nó làm thủ tục. Dạ. Nhưng mà cái lúc mà cuối cùng lần nữa đó là bác
tôi gắn bác sĩ lên mà bị gì để cho tôi không cho mẹ nó được qua cái phòng đó, mà chỉ có được tôi là đứng mà cái xa từ đây cũng vui đến cái qua xa hơn cái xe nó từ đây ra hai lộ là bị gì để mà dòm thấy thôi. Thế nhưng mình dòm từ xa chứ mà không có được tiếp xúc gần ha. 5 phút nữa là 12 giờ thì bác sĩ bây giờ ra báo lần thứ hai. Dạ. Bây giờ cháu không qua khỏi. Dạ. Nhưng mà đưa về thì bắt đầu là ký tên người kia là này rồi là xong xuôi á, là cho cô bác sĩ coi là gì mới siêu cái giấy, mấy cô y tá là mà là coi giấy siêu âm xong xuôi bắt đầu là ký tên họ tên coi đi rồi lại để có đúng là chính xác họ tên những cô này là cô Trương Thị Phượng Liên không. Dạ. Rồi bắt đầu là báo tin là không dữ ha. Bắt đầu là gì là đưa xe về đến đây là nhưng mà bác sĩ hay y tá nọ đó có nói là cái bé mà bé trong bụng mẹ đó là còn sống hay đã chết lúc mà cũng bối rối là bởi vì không có hỏi cái chỗ thì không cứu được vì sao cũng chết rồi chứ mẹ chết rồi chứ phải mà mẹ chết rồi cũng miễn còn cứu được thì cũng vẫn mổ thì bởi vậy con mới đang thắc mắc cái vấn đề đó. Nếu mà bé đưa vô mà mẹ nó đang yếu dần thì vẫn còn cái oxy này nọ á, để mà không làm mà đa số tại vì lúc đó cái bụng nó cũng đã lớn lắm rồi, 20 ngày nữa là sanh mà cuối tuần này sanh rồi. Dạ. Nên hả là gia đình thì đưa vô thôi, còn vấn đề là bác sĩ y tá này nọ đó họ sẽ tự làm thôi, nhưng mình không có yêu cầu là phải rút cứu bé giỏ gì chứ ha. Kêu chứ dạ. Kêu mà biến cứu không cứu mà. Mẹ thì cứu con chứ dạ. Sao vợ mà ta nói cứu không được thì sao vợ. Dạ dạ. Mà quá đau lòng của chú anh chị à, coi à sao kêu tới bác sĩ anh cứu nó. Mẹ thì bà ngồi một chỗ. Tôi đâu có đi nổi đâu. Đi nổi tôi chạy mà đi kiếm rồi. Kiếm chỗ mà là người đáng ngã mổ trên lầu 3. Đằng này tôi chạy tùm lum, tôi chạy vô phòng cấp cứu, chạy trong đây cũng kia ai rồi chạy xuống đây thì nó đang hô hấp rồi. Bác sĩ tôi thấy chạy từ từ Nam nữa thì chạy chứ rồi, tôi mua rồi, không sao rồi. Mà tôi nói với chú vậy là phải bệnh như phải lái vô. Tôi đẩy cái xe nó đi. Anh nó chở qua với tôi, cái nó tôi đẩy cái xe mà nữa đêm thì có ai trong đó tôi có bà hai trong nhà hai của vợ chồng có ba đứa con đó nó đi nó để con đi vô vô cổng còn nói chuyện với ta nữa. Dạ. Chứ phải mình nó không nói chuyện với mấy bác sĩ đâu sao ngộ tôi cũng không biết sao. Rồi nó với bác sĩ vậy nè, bác sĩ sao mà thì lúc mà đưa đi thì sao ông không dẫn vô tới nơi tới chỗ thì vô tới nơi tôi vô tới cửa rồi bác sĩ ấy ra cái nó là tới đó rồi là quyền của dạ tới đó là mình là người ngoài mình không có vô được đâu. Rồi cái bắt đầu đứng ngoài vô ngay là để đứng dòm để mà dòm coi là cháu á. Thực tế là cháu người vậy là bác sĩ vậy là lúc đưa vô á là bác gái đưa vô đó, bác gái đưa vô mà tôi danh sau. Dạ, để con hỏi bác gái một xíu, như là lúc mình đưa vô đó thì bác sĩ y tá này nọ đó có hỏi tạm để mà lúc mình làm hồ sơ đó bác gái. Dạ, hỏi nó trả lời. Dạ. Nó cũng trả lời, nó mổ ba lần rồi nó cũng nói. Dạ. Nó hỏi bác sĩ nói cô đẻ mấy đứa rồi. Rồi nó nói con đẻ mổ ba lần rồi. Dạ. Còn giờ con mổ nhưng mổ một lần này nữa là 4 lần. Dạ. Đó rồi nghe nói vậy đó. Nó cũng trả lời với bác sĩ vậy đó. Mình cũng đâu có biết gì vậy. Ngưỡng hồi xong im ngu à. À, chỉ là dấu hiệu khó thở rồi nọ thôi. Mình đưa đi bệnh viện thôi. Nhưng mà mình không ngờ là cái sự việc nó lại lẹ quá đi. Trở tay không kịp luôn. Ngay cả bác sĩ y tá rồi nọ cũng trở tay không kịp. Hả? Thì không cứu được mẹ thì cũng mong là cứu được bé, nhưng mà cuối cùng là mẹ con mất luôn. Trời ơi, cái này giống như là xông tan luôn rồi chứ gì nữa. Bé nó sắp thành hình luôn rồi. Nó sắp ra đời luôn rồi. Sắp ra đời. Rồi. Chưa thấy được ánh mặt trời nữa, bé nó đã đi theo mẹ luôn. Rồi cái như á, để con hỏi cái chuyện tới nhỉ xíu á, là ba bé này đó, ba mẹ làm sao, ba làm sao rồi ông bà ngoại? Ba mẹ nó, mẹ thì ấy với bà nó tôi cũng không biết cái đầu.
hỏi nó không nói, nó không có trả lời, sao tôi biết được. Dạ. Nó không trả lời, nó là lấy ai cho nó, là mày lấy ai thì mày thấy nói với mẹ là hay làm cho thằng đó nuôi con mày đồ phụ đồ để cho tao biết rồi chết. Dạ, tại vì thấy con thấy á, là người... nó có nói gì đâu. Dạ, tại vì con thấy người mẹ là họ Trương. Ừ. Nên năm ra thấy khác con luôn, cũng họ Trương luôn, nên lấy theo họ mẹ. Nên mà vậy con mới hỏi là người cha đó, là cái này là ba bé, là cùng một cha hay là khác cha nha bà ngoại? Khác cha hết. Như là tính ra đó, không có cha rồi thì ba bé cũng nhờ mẹ, nhờ ngoại, nhưng mà giờ mẹ cũng đã đi rồi. Thì tất cả bé nó bơ vơ, bé nó mồ côi, chỉ còn là ông bà ngoại để mà chăm sóc thôi. Mà tuổi già rồi, ông ngoại giờ nhiêu tuổi rồi ông ngoại? Năm nay cháu 13 rồi. Đây, bà ngoại nhiêu rồi? 62 rồi. Trời ơi, cái tuổi này rồi, cũng tuổi già rồi chứ còn ấy nữa đâu. Mà bây giờ ba bé này còn ở cái tuổi mà tuổi chơi chứ không phải tuổi học nữa. Vậy là mình liên á, là cho bữa nào vậy hai bác? Nhằm ngày là 24 tháng 3 hôm 24 tháng 5 cái nhằm ngày là 11 tháng 7. À 11 tháng 7 cho ông ha. 11 giờ. Bữa nay là 12 vậy 12. Là vậy là hôm qua cho ông ha. Yeah. Đó cô chú anh chị, thì sự việc á là Phong không có đi tới lúc mà đang nắm tang rồi rút chôn. Nhưng mà sự việc này Phong nghe xong là Phong đi tới để tìm hiểu hoàn cảnh như thế nào, xem ba bé á, nghe nói mà mồ côi không cha không mẹ mất, thì cái đó là Phong phải đi tới liền tìm hiểu hoàn cảnh như thế nào để mà Phong truyền tải lên á, để mà cô chú cộng đồng mạng thương và giúp cho gia đình, giúp cho ba bé được định hình, có ăn có học, có những cái đầy đủ giống như các bé đồng trang lứa khác. Thì bé Gia Bảo á, ông ngoại. Dạ. Là 9 tuổi á, là bé có đi học gì chưa? Có được học rồi. Lớp mấy rồi ông ngoại? Nay là mùa tới này là lên lớp 3. Lớp 3. Lớp 3. Còn cháu kia thì chưa có được học chữ nào hết. Là bé Gia Khang á ha, 6 tuổi đó ha. Chưa có được học chữ nào, chưa có đi mẫu giáo. Mà tới này thì đi xin cháu vô cho nó học lớp 3 lá. 6 tuổi là lớp 1 rồi đó chứ. Mà đằng mấy nhà đến trưa rồi lớp lá mà một thì không biết sao. Dạ. Thì không nè. Dạ. Cái chân nữa nó nào. Thì mà cũng ra đình mà chi là xong cái ngày mở cửa mã thì cũng qua ủy ban mà chi là trình với ủy ban là khai tử á, rồi hỏi về cái điều kiện về một cháu á, thì là và tình trạng là chưa có tên, chưa có giấy chứng minh cái cháu nhỏ thế này, không biết là gửi vô học trường nào được. Dạ. À, vấn đề gì rồi chứ nó cũng tiếp cửa nữa. Đúng rồi, cái này chắc ông ngoại phải nhờ phường xã nọ đó. Người ta hiểu, người ta sẽ hướng dẫn cho mình. Dạ. Đúng rồi, cái trẻ con là nó lại rồi bởi vì là nó vô tư, nó không có biết, nó dạ. Là vô tội mà. Dạ. Chứ mà mình không mà như nó sau này nó lớn lên cái tuổi trưởng thành thì gì nó không có một cái chữ, không có cái họ. Khang ơi. Khang. Khang à. Khang ơi. Chúng theo rồi con. Là chú Biểu nè con. À, con đứng gần ngoại đi. Con thích đi học không? Dạ, nè dạ, con trả lời chứ. Con thích đi học. Nó đàng hoàng. Đứng lên. Vậy là nói vậy là vậy là tính ra là bé Gia Khang á là chưa học mẫu giáo, chưa học gì trơn ha. Chưa, chưa tiếp xúc con chữ luôn ha. Chưa chứ, chữ nào. Nếu chữ này vô lớp 1 sẽ thua sút nhiều lắm. Đó là năm nay như đáng lẽ như bằng này là phải cho lớp 2. Phải vô cho lớp 1 luôn. Cũng dạ. Đủ tuổi học lớp 1. Rồi. Đúng rồi, cái này 6 tuổi là đã đủ tuổi học lớp 1 rồi. Học lớp 1 thì nó không ấy học không ấy thì ở lại. Dạ, đúng rồi. Như vẫn học theo đúng tuổi. Nhưng mà thí dụ mà cái bé nó chưa có cứng được đó thì sẽ cho ở lại thêm để mà giống như là cho bé nó có kiến thức nhiều hơn. Còn có như bé Dưa Hấu đó là có nhờ bên bé Dưa Hấu ơi. Dạ, còn bé Dưa Hấu á là mình có nhờ những chính quyền đó để mà mình làm cho giấy khai sinh cho bé được không bà ngoại? Mình làm chắc đó, làm thì chắc làm được rồi. Mà còn nói là mình là không cao mẹ đi, tại mẹ nó giờ họ mẹ
thì cũng được. Dạ. Mà có thể làm một cô, còn họ cha thì dạ, lỡ sau dạ. Này á, nó về nó đòi con, không mới phải ATM à. Họ mà nói vì chị chịu nhận một đứa con gái này là con của tôi thì vì chi là nó sẽ sinh lại, thì vì chi là để mà nó cấp dưỡng, nó nuôi nó nấng con nó dòng dòng máu, một giọt máu của nó ra. Dạ. Thì bây giờ cái này tôi đang vấn đề, cho nên tôi tính tôi cũng qua ủy ban tôi hỏi thử coi là ví dụ bây giờ được hết là họ mà làm cho cháu có tên có tuổi có giấy tờ xanh á. Dạ. Thì để sau này là không biết có chuyển qua được không, bây giờ cái vấn đề đó đó mình không bây giờ nói với, dạ đúng rồi là giờ mình không biết cha nó là mình giờ mẹ không mẹ chết rồi mình giấy bằng giấy cây xanh nè. Dạ. Bây giờ mình đâu có cứ hỏi gì đâu mình nhờ chính quyền mình nhờ địa phương á, giờ mình đâu có cứ hỏi gì đâu mà dạ, mình biết. Dạ đúng rồi, coi như là ba bé này á là chỉ là cùng mẹ mà khác cha hoàn toàn đó, ngay cả ngay cái bé trong bụng thì cũng không có ai nhận gì luôn. Biết luôn, mình hỏi nó không trả lời mình, nó hỏi mình hỏi gì cho hỏi chứ con lấy ai mà con mang bầu lên này, nó không nói mình sao mình biết. Con hỏi một câu tế nhị xíu nha, như là chị Liên á là làm mình thường ngày làm gì nha ông ngoại? Gì đâu, nó lập đá đâu đó. Bởi vì nhỏ con qua lúc nhỏ này rất ngoan. Dạ. Học đến lớp 9 giờ cho đi làm, nó nghỉ bữa rồi con đi làm. Dạ. Còn nãy bây giờ là bởi vì đó thì gì việc đồng án hay ngày còn một thời gian thì nó cũng có sống đi mua nhà hàng khách sạn nha. Dạ. Nhưng mà cũng như là bé cũng như là Liên á là vì mưu sinh á nên phải là làm những công việc mà dễ tiếp xúc với nhiều đàn ông á, nhưng mà cái vấn đề đó là cái cuộc sống của Liên thôi, mình không có trách tới á, mà không ngờ lại Liên á lại chết mà còn quá trẻ đi, bỏ lại ba người con á, là bây giờ là ba bé nó đang mồ côi không cha và không mẹ luôn nữa. Thì bây giờ cuộc sống của bé nó với cuộc giống như tương lai mấy bé sẽ đi về đâu? Yeah. Thực sự cái này là mình không dám nghĩ tới, nhưng mà ông bà ngoại lớn tuổi rồi. Nó kêu con bị chi bán cho ai mua, thì bị chi những người nào mà gia đình không có con á, ba bán gì? Không, cũng bán cho một người. Mình nói về nào mình ở với ai mình kêu nó bắt. Dạ. Mình nuôi phụ đồ chứ giờ sao giờ. Dạ. Chứ mà nuôi mình nuôi đâu có nổi nữa. Dạ. Thì ở nhà mình kêu là mấy bắt con gì mà bán. Hay là nuôi phụ với mày chứ tao giờ mày thấy tao mày đẻ ba uống đứa vậy rồi sao giờ. Nhưng mà Liên có trả lời với bác sao không? Không trả lời gì đúng cái nhìn ngay cả Liên cũng không biết là ba của bé là ai luôn quá. Chắc cũng biết mình, nó không giấu mình thôi. Giấu chứ không? Là... không nói thôi. Chứ nói với mình... ngày xưa, lúc mà em mang bầu cái thằng đà lớn đầu tiên ha, là nó giấu. Dạ. Nó nịch cái gì đó, à, tôi biết. Nịch đai ha, để mà che cái bụng. Mà tối ngày nó ở trong phòng không à. Dạ. Không ra ngoài. À. Cho nên tôi biết biểu rồi, nó cũng thể gì biết biết thì đủ xá hoại rồi. Đã muộn rồi, đã la rồi mà vẫn... rồi lo cho con đi bình nhà đi Đức Hòa Đắc Huệ làm công ty. Yeah. Nhưng làm thời gian tôi cũng vậy luôn, tôi cũng bỏ đi bỏ công ty luôn làm mà... có mấy tháng gì à. Yeah, nhưng rồi mà cha bảo là mới có một tuổi là nó bỏ. Yeah. Rồi đến ra khang á là chi 8 tháng là nó bỏ cho tôi bơ vơ và chi vợ chồng già nhà nuôi, rồi đến giờ cái này nữa. Vậy là tính ra đó là xanh một thời gian thôi, là coi như để cho ông bà và ngoại lo hết. Lo hết. Rồi Liên á, thì vẫn là đi làm tiếp. Rồi coi như là mỗi đứa sanh xong là để ông bà ngoại nuôi hết. Sanh ra là bỏ đó, sanh ra đồng phận chứng chắc là bởi vì là bỏ đó. Vậy là tính ra ba bé này cái tình thương của cha đã không có rồi. Yeah. Mà mẹ thì nói chung cũng cũng ít gần gũi các bé nữa ha. Nên yeah, giờ chắc là ba bé quý ông bà ngoại nhiều lắm. Yeah. Thì đi đâu cũng là ông ngoại bà ngoại không à. Dạ. Thì chăm sóc nuôi nó mà. Rồi đi vắng một chút xíu là chạy đi kiếm. Nhưng mà Liên á là lúc mà thời điểm sau này á là đâu cũng như là đã hoàn lương chưa hay là nó cũng vẫn còn đi làm những công việc đó. Đúng không? Vì lúc mà chuẩn bị sang tháng mấy hai tháng này là nó chỉ nằm trong phòng thôi. Dạ. Rồi đi chợ mua đồ ăn để nhà
không có làm được cái gì thì đi tới đưa nhà là lâu mà gì không nó tôi nó dạ. Như lúc này là lúc mà gần sinh nở rồi thì không có làm quá rồi, không mệt mỏi rồi rồi dạ. Đó, thì cuối cùng á đi vô trong bệnh viện đó cô chú anh chị thì bác sĩ có như kia nói với ông bà ngoại á là Liên á bị tai biến mạch máu não thì xử lý không kịp Liên cũng đã mất, và trong bụng của Liên á thì cũng có một em bé thì cũng mất theo mẹ luôn á, thì cũng mới chôn hôm qua là ngày 11 tháng 7 thì gia đình hiện giờ cũng đang bó rối dữ lắm. Thì Phong cũng đi tới để tìm hiểu trò chuyện, mong rằng những cái lời chia sẻ của ông bà ngoại cùng các cháu á thì mong rằng là cô chú anh chị cộng đồng mạng thương và giúp đỡ cho gia đình của ông bà ngoại và các bé, vì bắt các bé hiện giờ là tương lai là thấy mù mịt rồi đó, chỉ có con đường học vấn và có một chút gì để cho các bé có được cái nguồn kinh phí ăn uống để mà có như là không được như những bé trong đồng trang lứa khác, nhưng mà có cái nguồn thu nhập hoặc là số tiền để mà ông bà ngoại gồng gánh có cái để cho các bé ăn học, để mà cho đồng cho giống như là bù đắp lại những cái mà các bé đã trải qua và nó cơ cực không cha không mẹ. Thì qua video này Phong mong rằng cô chú anh chị thương và giúp đỡ cho gia đình của Liên, giúp đỡ cho ông bà ngoại, giúp đỡ cho ba bé có một nguồn kinh phí nhất định để mà định hướng lâu dài cho ba bé này. Dạ, ông bà ngoại còn cái lời nào chia sẻ nữa không? Có gì nhờ mấy chú giúp đỡ rồi sao? Dạ. Chứ giờ vậy giờ khổ quá. Có ai chứ giờ? Chứ giờ sao giờ mẹ mất sớm vậy, giờ con ba đứa vậy sao giờ? Nhà thiếu lo gì đổi làm bữa cũng đổi. Ông bà ngoại, ông ngoại hiện giờ làm cái gì? Không gì đâu, đi tới mai công vườn rồi đó đó. Dạ, cũng như mình làm vườn thôi ha. Còn bà ngoại là không có mừng gì đâu, giữ bà đi cháu. Ờ đúng rồi, dùm cái đó đó. Bây giờ từ nay đi là phải chi phải hai ngày nay là có một đứa là đã mệt rồi, cái này ba đứa. Ba ơi đói rồi, ba có nói chưa ba kêu ôi hiền không có giờ mà bạn ba ơi ba nói thôi không có nghe lời chứ phải mà nói nghe lời thì mình cũng không có làm khổ cô. Tôi nghe lời rồi, tôi biết bao nhiêu ai mà mổ mà để mổ ba đứa dữ thật luôn vậy. Dạ. Mổ không á chứ có đẻ được đứa nào đâu. Dạ. Mà lần mổ là cha mẹ có bỏ tiền ra chứ có ai đâu. Hỏi chứ mỗi lần mổ là 10, 7, 8 triệu là cũng đi hỏi rồi, cái từ từ đắp lại, từ từ hỏi mượn lọc đầy nữ người kia, mà mỗi lần đẻ ba bốn đứa như vậy hỏi chú rồi sao mà con mình không lẽ mình sao giờ? Giờ mà không lẽ mình bỏ đâu. Nói không nghe nữa thì nhiều cái rồi tức chẳng lẽ mình giết nó mình đập nó thì sao giờ hàng này nè lúc mình đẻ hàng này rồi mình tính bán nó ba triệu cho mẹ ra. Luôn đi nói cho người ta cho tiền lại cho nó ăn đẻ lại đó mà tôi cũng lo giờ mình sinh ra thì đúng đó đẻ ra mình nuôi nó nuôi thôi người ta mình suy nghĩ mình nói thôi người ta không có con cháu người ta còn sinh còn mình có con cháu mình đi nuôi đại đi kệ mình có mắm thì ăn mắm có cháu thì ăn cháu vậy cháu của mình bỏ đâu cứ cho đâu mà cho nó vậy chứ sao cho được. Dạ. Tại mình nói vậy thôi giận thì mình nói được mẹ đẻ ra bỏ cho mẹ chứ rồi để nuôi không nổi thì thấy cũng tội nghiệp thua chút người ta mà nói chứ cháu mình đẻ ra mình cho ai ta còn dạ. Không có người ta còn xin mình nghĩ vậy thôi kệ dạ. Mà lụng tới đâu hay tới đó. Hay, tới đâu hay tới đó để dạ, chứ sao có mắm thì ăn mắm chứ hồi nhỏ thì cho ăn vậy rồi tới lớn kệ mình có gì mình ăn lấy kệ dạ. Thua xúc ai thua chứ giờ mình cho ai giờ chú cháu mình mà mình nghĩ vậy thôi. Thì con mong rằng qua cái chia sẻ của bà ngoại đó thì mong rằng là cộng đồng sẽ thương cho gia đình của hai bác và các ba bé thì cái đó mình cũng đợi cái duyên
Nhưng mà bữa nay thì con đi tới, con cũng gửi cho ba bé như là có mua sữa hay là mua gì cho các bé ăn hay là nhang đèn cho người mẹ đi ha. Dạ. Cháu ở đâu rồi? Cho con gửi 1 triệu của anh Long ở Hồng Kông á, gửi cho ngoại đi, em nhận để mà lo cho các bé ăn ha. Dạ. Hoặc là nhang đèn để mà đốt cho Liên để ấm áp hơn ha. Dạ. Với các bé trong bụng nữa. Dạ. Dạ, cũng có mua gì cúng kiến này nọ cho nó hoàn tất trong cái thời điểm mà 7-7-49 ngày này. Dạ. Dạ. Ví dụ mà còn cho nên với bà với ông thầy là ổng coi bây giờ cháu này là nó rất quậy. Mà nhiều người á, trước giờ ông bà nói nữa là ví dụ mà có bầu thai là mang đi theo á, thầy chồng chú thầy nhà ông thầy ông không có cái đó khó khăn. Mới làm tranh mà chồng chú gì vậy? Để kiếm mới con là trống vàng, giò vàng, chân vàng, lông vàng. Dạ. Thì mới được. Dạ. Mà làm cái đó tội nghiệp lắm. Dạ. Cho nên mà ông thầy muốn miễn bây giờ ngày mai nó làm mở cửa mã cho con đó là chữ chè với sâu thôi. Với lại tránh sắc xanh ha ông ngoại ha. Giống như mình tránh sắc xanh vậy thôi. Sắc xanh nữa. Dạ, thì cái đó giống như tín ngưỡng thôi. Dạ, em cảm ơn anh Long. Em đã trích số tiền của anh á để giúp hoàn cảnh của ba bé với hai ngoại. Thì Phong đã tìm hiểu và thấy là quá trời đau thương cho một gia đình mà ba bé không cha, không nhận từ lúc trong bụng rồi tới lúc thời điểm này thì người mẹ cũng đã ra đi, bỏ lại ba bé bơ vơ cùng với ông bà ngoại. Ông bà ngoại lớn tuổi thì sức khỏe càng ngày càng yếu dần, mà các bé thì càng ngày càng lớn lên, thì cái tương lai của các bé đó thì nói chung cũng không biết như thế nào, không biết đi về đâu. Mong rằng cô chú cộng đồng mạng thương và giúp đỡ cho gia đình. Để một lần nữa cảm ơn anh Long rất nhiều, chúc anh Long và gia đình thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài và vạn sự như ý. Và xin chúc tất cả cô chú anh chị cộng đồng mạng là một ngày mới thật tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, luôn luôn gặp nhiều điều may trong cuộc sống, và hãy luôn đồng hành cùng Phong đi giúp những hoàn cảnh khó khăn trên nẻo đường của Phong đi qua. Là Phong xin chào và con xin phép là con về. Cũng mau chúc ông bà ngoại luôn khỏe, luôn tỉnh táo để mà dìu dắt các bé, để mà các bé nó được phát triển thành một đứa trẻ bình thường khác giống như bao đứa chăn lứa khác. Dạ. Thì ông ngoại còn nói gì nữa không? Thôi tôi cũng cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn chú cũng như cái người gửi tiền á, Tinh Long ở Hồng Kông á ông ngoại. Dạ. Ông ngoại bà ngoại gì có lời gửi lời nào không? Chú Long. Long ở Hồng Kông á. Cảm ơn chú Long và bà Chi là. Thôi cho con cảm ơn. Dạ, dạ. Dạ ông ngoại. Dạ. Như nói cấp hơn. Cũng thay mặt gia đình cho đứa con gái bà Chi, cho chị Hương Liên và bà Chi ba đứa cháu. Là cảm ơn cho cộng đồng mạng và cái chú Long toàn thể chứ. Xin cộng đồng mạng xin thật và cảm ơn. Dạ. Rồi, như thế. Dạ. Rồi thì Phong cũng xin phép dừng video, thì mong rằng gia đình sẽ nhận được sự trợ giúp của cộng đồng. Rồi, Phong xin chào. Ừ, rồi, giỏi quá con ơi.